Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi mình chờ một một người đi bà chị đi mua đồ làm nail. Vì nghề làm nail mà. Và mọi người cùng xem cái giá cả đồ làm nail bên này như thế nào nha. Đây là chỗ bán chỉ. Vì chỗ làm nail mà, nói chung Việt Nam mình thì làm nail. Nói chung là có một đất nước thì có một cái thương hiệu riêng. Việt Nam thì nail. Còn người Philippines thì là y tá bác sĩ à, y tá vẫn là người nuôi người già. Còn người Tàu thì là buôn bán. Đấy, mỗi đất nước thì có một cái đặc trưng. Và bây giờ là mình sẽ đi vào trong cái tiệm một cái cửa hàng bán đồ để làm nail. Mặt mùi gì mà mình mới đi làm về á. Đi làm về rồi là nên là tân thủ chợ. Chợ người đi mua đồ. Và đây. Chỗ làm nail đẹp. Đây là chỗ bán nail, à bán đồ làm nail. Đấy. Chuyên bán đồ xị. Vào này. Đây bây giờ mình sẽ đi vào xem cái tiệm đồ bán nail này như thế nào. Nó mở này, 5 giờ đóng cửa rồi. Đây là mình bước vào cửa hàng. Đây là mấy cái dũa móng. Đấy. Mình sẽ vào đây là có những cái chai sơn, nước sơn. Đây là sơn nước. Trưng bày rất chia đẹp. Trưng bày ngay nơi chỗ gần chỗ lễ tân luôn. Đấy. Nhưng là rất chi là nhiều. Đấy, bộ móng. Bộ móng bao màu sơn. Một món để làm quảng cáo cho màu sơn á, những nước sơn là nước sơn vào. Đây, chị em phụ nữ là nó như thế. Người ta đi mua thì mua đa số những loài này để người ta sơn. Để làm, nhưng là nơi đây chỗ này bán chỉ. Chuyên chỉ. Tiệm này gọi chỉ người miền Tây. Có nhiều người Việt làm ở đây lắm. Rất chi là nhiều người làm. Đây còn một màu nữa. Màu móng rất chi là nhiều màu luôn. Nó đi theo vùng vậy. Màu quá trời này. Đây là xeo. Cái bồ, cái máy hấp. Máy hấp ấy. Còn dưới này cũng sơn luôn. Sơn hết. Đấy, nó bên này là khu này khu sơn. Khu này nước sơn với là bột. Hai cô người Tàu, hai cô người Hoa cũng mua đây này. Rất chi là nhiều cái bột chai này cũng hai mấy đồng. Cái hàng này đa số là mình thấy có Mỹ nhiều. Bên Mỹ, bên Trung Quốc thấy Mỹ cũng nhiều lắm, hàng của Mỹ. Hàng mấy những cái loại này thì sale. Chai 1 đồng cũng có mà 7 đồng cũng có, nhiều lưới lắm. Chai này thì 1 đồng. Bên này cũng 1 đồng luôn. 1 đồng 1 chai. 1 đồng thì tầm 17, 18 ngàn. Thuế luôn. Bên này là những cái bàn. Nhìn nó là camera. À, cái bàn để bàn tay để sơn. Đây cũng là một loại sơn là nhánh màu, nó nhiều màu quá mà. 5 đồng một chai. À, tiếp bên này bên này cũng là những cái này rất chi là lớn, rộng lắm. Nó cái không gian nó rất chi là rộng. Không gian của cái cửa này, cửa hàng bán đồ làm nail rất chi là rộng, thoải mái lắm. Nhiều đồ lắm. Đó những đồ làm nail, đồ rất chi là đồ chuyên dùng, máy móc. Rồi là thiết bị nhìn thấy rất chi là hiện đại. Lần đầu tiên là mình đến cái chỗ này á. Mình cũng không bao giờ đến làm gì, mình cho mình chở người ta đi là mình vào mình quay cho các bạn xem. Rồi mình vào mình đi vòng cho nó biết xem thử là cái ngành nghề làm nail là như thế nào. Nó phát triển như thế nào mà ai ai cũng
làm nói chung ai ai cũng là thích làm leo. Đây là thiết kế máy bù móng, đây là máy bù móng móng tay, nó có nhiều size. Móng này đa số nhập từ Mỹ về qua. Nói chung nghề nail thì là ở các nước thì nó phát triển tốt. Mỹ nói chung là đa số khách hàng này người ta cũng thích người Việt làm. Mình không biết vì sao. Mình cũng thấy là trong này mình cũng có gặp mấy người những dạng như là dân Ấn Độ, Tây Trắng. Thì cái nghề nail cũng là một miếng bánh đất chứ là ngon. Bên ngon thì nhiều người họ sẽ nhảy vào làm. Nhưng vấn đề là khách nó thích làm ai mà là. Thì đa số người Việt mình thì làm nó những cái đẹp thôi. Vì nó những rằng cái nghề đó là nghề lâu rồi, nên là người Việt nó có kinh nghiệm. Còn có đoàn kết hay không thì mình cũng có đoàn kết hoặc là giúp đỡ lẫn nhau hay không thì mình không biết. Vì mình chưa phải là trong lĩnh vực làm nail. Mình cũng nghe nói đâu đánh đá với là tranh giành khách, vẫn là lôi kéo, nói chung là cái ngành nghề nào cũng vậy. Vì ngành nail thì nó cũng nhạy cảm mà, nhiều tiền. Thờ thầy cũng mệt lắm. Nói chung là tìm thờ. Đây là những cái hạt đính. Đính đá, đính hoa, đính bột. Đính này đính những đính hoa văn vậy á. Đồ nó những đồ Noel này. Đây là những bộ ghế. Những bộ ghế làm chân. Đấy, ghế là bình này. Ghế này nhìn đẹp rất chứ đẹp. Hôm trước mình có đi chuyển mười mấy bộ ghế này. Bộ ghế kìa, nhìn nó mới, chầu nó chầu thủy tinh luôn. Đa số thì nó là bằng chầu thủy tinh, vẫn là có lúc nó làm cho bằng chầu bằng sứ. Nhìn cho nó sang chận, sang trọng. Cái chỗ này là chỗ nó, nhưng là vừa là ghế này ghế lấy tiền, đầu tư để lấy tiền. Nó như khách ngồi vào đó là có tiền. Đấy, cái chỗ này là để làm chân, vừa massage vừa làm chân. Còn đây là những cái đèn LED, những quảng cáo cho bạn hiểu. Chữ chạy rất chưa đẹp. Đó, mấy cái chầu này là chầu ngâm chân ấy. Đó, những cái chầu rất chưa là nhiều kiểu dáng, màu mè, đẹp. Ghế thì nhiều lưỡi, nói chung ghế có nhiều lưỡi. Còn cái bàn để làm tay. Cái bàn để làm sơn móng tay á, đặt lên để sơn móng. Nó có nhiều kiểu bàn lắm. Thì mình thấy cái cửa hàng Shopline này nó rất chi là nhiều mà mình cũng lần đầu mình tới đây nữa. Nên mình tò mò mình xem thử là trong này người ta bán cái gì là một. Thứ hai nữa là mình xem nó ngành nghề làm nail. Xem rồi, đây là những cái hạt này. Cái hạt này đính đấy, đính móng, đính trên móng á. Hạt đính đẹp lắm. Chét keo lên, đắp bột xong đính chét keo lên. Đây là sơn. Đây là sơn móng. Nhìn là rất chi là nhiều. Nói chung là nhiều lắm, nói chung là nó. Đây là những nước tẩy và cồn. Tẩy, cồn, khẩu trang. Đấy, bên này nữa. Đồ nó những là nhiều cái rất chi là nhiều. Đây là kềm, cái kềm nghĩa. Mình thấy kềm nghĩa cũng có một kềm này cũng 8 đồng, có 13 đồng, cũng có 12 đồng, cũng có nhiều lưỡi. Kềm nghĩa đấy.
Còn đây là những quyển quyển vỡ, những quyển, quyển số bóc hẹn, khi ngày tháng bóc hẹn. Vì đa số làm cái gì bên này có một cái văn hóa, ở đâu cũng biết, ở Canada thì thấy có một cái văn hóa hèn. Nói chung hèn làm cái gì cũng là cả tuần, có lúc hèn 2-3 tháng, có lúc hèn nửa năm trời á. Và một cái văn hóa đó là hèn, hèn bên này là hèn đúng giờ. Mình cũng không thích đi làm mà nói như ở hèn 8:30 mà nói như 9 giờ mới tới là mình không thích đó. Mình đi làm cho người ta cũng vậy, hèn là đúng giờ. Còn không hèn thì bảo người ta chứ đừng để người ta nữa, là biết bao nhiêu việc nó sẽ bị có nhiều chỗ nó. Như mình đi massage này, thậm chí mình massage, nhưng mình thì massage thì mình đến, còn vợ mình có lúc lu bu với con á, quên đi, nó phải bị trừ tiền. Nghề massage là, nhưng là vì đó là cái ngành nghề mà, nhưng không thể nào mà nên phải bắt buộc là phải trả tiền. Đây là móng này, sơn móng này, tủ rất chi là trang trí, rất chi là đẹp mắt. Cái này trang trí mình mua từng số lượng chai, rồi ưa thì lấy nguyên thùng luôn, màu nào ưa thì lấy sắt nguyên thùng về, hoặc lấy 5-7 chai gì đó. Nó rất chi là nhiều, nhìn rất chi là đẹp. Đây, móng này, móng này, đấy là những bộ móng đắp lên, dán keo lại. Đây là một lùi, nó những sơn màu rất là đẹp, màu đẹp mắt. Chai này thì tầm 16-17 đồng. Nhiều lùi quá mà, nó có rất là nhiều lùi. Vì trong nghề, dân trong nghề thì người ta mới. Đây là những cái dũa. Đấy, bộ dũa này mới xài nhiều này. Dũa này vì là đa số là dài, xài được là dũa. Đáp lên là phải dũa nữa. Một gói là 80 cái này. Cái dũa này thì nói chung là rất là nhiều lùi. Dũa này rất là nhiều lùi. Cái tiền này mình thấy cùng nó cũng nó có tiền, nó cùng tiền nó nằm ở hướng trên hướng đến Toronto á. Từ nhà mình chạy lên đây cỡ 112 cây á. Mấy cây này, mấy cái chai này thì một chai 10 đồng. Mình chở người ta đi mà người ta dần dần người ta chở đồ nhiều á, nên mình rảnh mình này thu xếp thời gian mình chờ người ta đi, rồi mình lấy mình quay thôi, lên mình quay mình khi nào mình nhận mình ấy, khi nào mà ai ship cái gì thì gọi tôi lấy cho, và mình lấy. Cái này của Canada nó sản xuất, nó những cái nghề nail ở bên Việt Nam, ở bên Canada thì rất là tốt. Mùa hè, nhưng mùa hè nó những làm cho cứng, nhưng là đa số những người ở Việt Nam thì học 4-5 tháng gì đó không biết, học một thời gian hoặc qua bên này cũng là phải học lại, vì cái bên kia bên này nó cũng cách thức thì nó cũng làm đẹp như nhau cả, nhưng là nó, nhưng là nó làm bên này nó cầu kỳ, vẫn là nó nhưng bên này làm thì nó những nhãn nghề nail nó cũng có một cái license nữa mà. Làm thì đi làm đâu cũng vậy thôi, làm đâu cũng mục đích là lấy tiền, nhưng mà đẹp. Còn đây là những bộ móng. Móng này từ Mỹ. Từ Mỹ nhập qua Omega, rồi là mình thấy cái từ Omega 1 cho đến Omega 9 ấy. Nên là Omega 3. Mình không biết là cái size này là size nào nữa. Mình chỉ cầm lên mình xem thôi. Cầm lên mình xem thử thế nào. Và bây giờ là mình chuẩn bị về đó. Nhưng mà tính tiền và đi về mình sẽ chờ chị này về. Và xin chào mọi người nha.
mình đi về đây. Bye bye mọi người.